rất nhiều người mất hy sinh đây. Đây là nhà máy thủy điện thứ hai của Việt Nam và thứ đầu hai. Tiên của miền Bắc. Thứ hai của Việt Nam. Thứ hai Việt Nam. Đầu tiên miền Bắc. Đúng. Lớn thứ hai này lần. Không, nhà máy thủy điện xây dựng. Lần thứ hai, có nghĩa là cái đầu tiên là cái nào? Cái đầu tiên là cái thủy điện Đa Nhiêm xây dựng. Đa Nhiêm ở miền Nam. À, được Nhật xây dựng cho chính quyền miền Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Rồi. Ở đấy là miền Bắc, miền Nam mình đang chia rẽ. Công suất thì cái nào lớn hơn cái nào? Công suất của nhà máy thủy điện Thác Bà lớn. Lớn hơn. Công suất của nhà máy thủy điện thì Thác Bà được bao nhiêu coi như là kilowatt? Nhà máy thủy điện Thác Bà thì có 3 tổ máy, mỗi tổ máy là 40 megawatt. Megawatt, 40, vậy là có 1000 kilowatt một giờ. Một giờ. 3 tổ máy là 120.000 kilowatt. 120.000 kilowatt. Wow. Và để vận hành được tổ máy này thì cần bao nhiêu cán bộ công nhân viên kỹ thuật? Để vận hành ngày trước là nhà máy cháu gần có tất cả 8 người trong một ca. 8 người trong một ca. Bây giờ đã giảm xuống còn 5 người trong một ca. 5 người trong một ca. Tốt quá. Dưới này là cái hệ thống trạm truyền tải. Đây. Trạm truyền tải. Đây là trạm truyền tải. Vâng. Đây trạm 110 kV với 35 kV, hai cấp điện áp để truyền tải đi. 10 kV. 110 ạ. 110 về 35. 35 kV. Wow. Đây là nó truyền tải đi các tỉnh như Thái Nguyên, Yên Bái. Thái Nguyên, Yên Bái. Trên trạm Khánh Hòa, Lục Yên, cái Đồng Xuân này. Về cái này Hòa và lưới điện quốc gia để cung cấp cho cả nước. Vâng, toàn bộ này là lưới điện quốc gia. Còn cấp 35 kV là truyền tải những khu gần đấy thôi. Yên Bái. Phú đẹp quá. Còn trên này là cái khu vực cao trình 62, tất cả có 19 con đập. 19 con đập. 19 con đập, nhưng đập này đập lớn nhất, đập chính. Đập chính. Thủy điện đặt cái tổ máy thế này. Còn các đập khác thì để chặn nước thôi. Nhà máy cháu trước là cái nhà máy điện lớn nhất miền Bắc mình. Lớn nhất miền Bắc mình. Có thể lớn nhất Đông Dương luôn. Lớn nhất Đông Dương luôn. Wow. Đấy là do Liên Xô xây dựng. Còn trên này có hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ. 1.300 hòn đảo lớn này, lớn nhỏ. Trên hồ này. Hồ này. Hồ khoảng tầm 235 km2. Với cái trữ lượng tích trữ nước là gần 3 tỷ mét khối nước. 3 tỷ mét khối nước. Độ cao một nước là 59 mét. 59 mét. Vâng. Cao trình đấy. Tối đa nó 58 mét thôi. Phải xả lũ rồi. Còn tối thiểu tầm 47 mét. Lúc tích nước cao nhất thì nó là được 6 mét. Tính nước cao nhất là 58 mét đấy ạ. 58 mét. Có thể là trong quá trình mà mình tích nước thì nó có thể dao động một tí. Dưới này là con sông chảy. Con chảy này bắt nguồn từ phía tận Hà Giang. Tận Hà Giang luôn. Đầu nguồn nó tận bên Trung Quốc ấy. Vào Việt Nam là ở phía Tây Côn Lĩnh Hà Giang. Tây Côn Lĩnh của Hà Giang. Wow, đẹp quá nhỉ. Còn con sông này thì nó được chảy đến tận ngã ba chỗ Việt Trì. Việt Trì Vũ Đạo đấy, ngã ba Bạch Hạc phải không? Sông chạy sông Lô, sông Hồng. Wow. Nó chảy chung vào đổ về Hà Nội. Nhà máy thủy điện Thác Bà là nhà máy một trong những nhà máy mà cấp nước tưới tiêu cho vùng hạ du. Chống lũ hạ du. Dù chống lũ phát điện. Nhiệm vụ chính của nhà máy. Nó ba nhiệm vụ chính. Vâng. Là cấp thoát nước. Rồi, chống lũ. Điện. Và phát điện. Phát điện bây giờ là thứ yếu. Thứ yếu. Trước là phát điện là đầu tiên. Nhà máy sản xuất rồi. Năm 1971 thì tổ máy đầu tiên được đưa vào làm việc. Thì năm 1972 thì tổ máy thứ hai và tổ máy thứ ba đưa vào làm việc. Thì năm đó là bị Mỹ nó thả bom. Thả bom. Có bị trúng không? Có trúng tổ máy số 3. Wow. Tổ máy số 2 thì bị phá hủy. Phá hủy. Nhưng mà mình có thể khắc phục được. Khắc phục được. Còn tổ máy số 3 thì hoàn toàn bị hỏng. Năm 1974-75 thì Liên Xô là viện trợ cho mình tổ máy khác về thế, tổ máy cũng đã bị hỏng. Ngoài cái đó thì cái vấn đề mà coi như là cái đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản ở đây thì có tương đối không? Ngày trước ở trên hồ nó cũng có đánh bắt, nhưng mà về sau này thì thấy là mọi người bảo là cái đánh bắt nuôi trồng thủy sản thì bái còn nó không có hợp tác xã là đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Đẹp quá chứ. Rồi cái vấn đề cái đây là có hướng tới sau này có hướng tới du lịch không ta? Hiện tại bây giờ nhà máy cháu đang hướng tới du lịch cho khách tham quan vào, với lại đầu tư thêm cơ sở hạ tầng cho khách có tham quan. Còn trên hồ này thì nhà máy không quản lý về cái kỹ thuật nước hồ nữa. Ai quản lý? Tỉnh quản lý có nghĩa là coi như cái thủy lợi nó quản lý.
Ừ. Thủy lợi quản lý thì cái nguồn mà thủy hải sản là thủy lợi họ quản lý luôn đúng không? Chứ mình lại lại của nhà máy quản lý thôi. Vào những đồi này thì có trồng những cây gỗ quý không hay là trồng những cây keo? Còn cây gỗ quý ngày trước có rất nhiều nhưng mà người ta đã chặt hạ. Đây là tổ máy số mấy? Đây là cái cửa xả lũ ạ. Cửa xả lũ này thì có nhiệm vụ là khi mà mực nước cao quá mình phải xả nước đi bớt để đảm bảo cho cái đập nó an toàn. Còn tổ máy thì nó nằm phía sau bên kia cơ. Tổ máy kia đâu? Chỗ nhà kia đấy ạ. Chứng tỏ mình đứng đây cũng thấy độ cao cũng ghê. Các bạn 62 ở dưới kia công trình tầm 19. Đẹp quá nhỉ. Tất cả nhà máy mình là có bao nhiêu cán bộ công nhân viên? Nhà máy hiện tại bây giờ có hơn 100 cán bộ công nhân viên. Vận hành cái nhà máy này cũng gọn nhẹ nhỉ. Nhà máy lớn này. Các nhà máy bây giờ thì đa số là công nhân ít. Tự động hóa hết. Cái lương bổng anh em đây có cao không? Được 10 triệu người không? Vì ở vùng sâu vùng xa này cũng thiệt thòi nhiều lắm. Ninh Bình nó nằm gần đây à? Yên Bình, Yên Bình chứ không phải Ninh Bình. Hiện tại mực nước hồ bây giờ khoảng tầm 47 mét. 47 mét. Thì đến 46 mét là nước chết rồi. Nước chết, không hoạt động được. Khu vực dưới đấy thì dễ gây hỏng hóc máy móc nên ta cho phép làm việc tầm khoảng 47 mét, 46 mét trở lên. 6 mét. Thế và coi như cái mực nước cao nhất thì là nó bao nhiêu thì mình phải xả lũ? Mực nước cao nhất là 58 mét mình phải xả lũ ạ. 58 mét. Có năm thì có thể lên hơn một tí nhưng mà đấy là do mình có thể mình quản lý được cái mực mặt nước, lượng nước vào lượng nước ra nó tương đối với nhau thì mình có thể giữ được. Còn nếu mà lượng nước vào mà quá lớn, lượng nước ra quá nhỏ thì mình phải xả lũ để đảm bảo cái hồ chứa mình. Tuyệt vời quá. Tại vì nó rất nhiều đập, 19 con đập cơ. 19 con đập. 19 con đập cơ. Wow. Nên là mình phải, tại vì các đập khác đập nhỏ hơn, nên nó có thể nó yếu hơn đập chính. Trong đây mình làm cái khu du lịch nghỉ dưỡng là tuyệt vời. Dạ vâng. Đấy. Thứ bảy chủ nhật mình lên đây coi như là nghỉ ngơi, thứ hai lại về đi làm việc tiếp. Ở trước ở chỗ này nó còn có một cái cầu. Cầu chuyên cầu tàu thuyền từ bên hồ sang bên sông. Nó to hơn những cầu dê thượng lưu rất nhiều. Giỏi thế cơ. Sau này thì cái đường đấy thì sẽ bỏ đi rồi. Tháo vào cầu đi. Nên là mình có xuống xem dưới tổ máy được rồi rồi. Đã lên đến đây rồi thì mình xuống một tí cho nó hoành tráng như nào. Thế là bạn công tác đây được bao nhiêu năm rồi? Công tác được 3 năm rồi. 3 năm. Trước học trường gì? Học Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Thái Nguyên. Quê hương có ở đây không? Ở quê cháu ngoài Yên Bái. Yên Bái gần đây mà. Cùng trong tỉnh. Thì sáng tôi mới điện cho anh giám đốc sở công an Yên Bái tặng Trần Chiêu. Tí ra làm việc với trưởng ban huyện này. Này, em mới bảo vào đây chơi luôn. Ngày trước đây là có một cái thác, có một thác dành thác đây này. Đây là tàu thuyền đi qua là nó rất dễ bị tai nạn ở đây. Wow. Nên là người dân ở đây nó lập cái đền thờ mẫu. Mẫu là mẹ ngay, đấy. Vâng, ở ngay chỗ cái con sông này. Trước đấy thì chưa làm nhà máy này đâu ạ. Thì sau này thì làm nhà máy thì di rời cái đền lên trên kia. Nó di rời một ra một nơi khác nữa, xong rồi mới di rời lên trên đỉnh núi ạ. Thế cái kia có khói này là đốt nửa hay cái gì đấy? Đấy là người dân người ta đốt, đốt giấy rừng, người ta phạt cỏ thì trồng cây. Trồng cây. Đẹp quá. Mẫu trên kia, quan. Cái này thì coi như là người ta mở cửa là những cái vào hàng ngày hay là chỉ ngày rằm mùng 1 thôi? Ở nhà máy ạ. Không, cái đền ấy. Ở trên đền thì mở cửa liên tục ạ. Vâng. Có sư trụ trì gì không hay là có, chỉ có mấy người, người đấy người ta trông coi. Có nghĩa là người thủ chỉ gọi là thủ nhang thủ đền thôi. Vâng. Chứ không phải sư. Vâng. Không phải tăng ni đấy. Đẹp quá. Các bạn đây sướng thật đấy. Bạn đây du lịch không tốn tiền, còn bọn mình muốn du lịch đây là phải tốn tiền. Đi taxi này, từ từ
thành phố Yên Bái đến đây được cũng Yên Bái qua đây rất là xa. Xe. Nếu mà chú mà đi được cano vào thì nó gần hơn. Có biết đâu. Vâng. À đi được cano à? Cano thì mình phải theo giờ. Theo giờ. Không tiện cái đấy. Ừ. Rồi rồi. Cano thì phải theo giờ. Hay quá. À rồi. Quá đẹp. Ở đây tất cả 9 tầng thang máy. 9 tầng cơ. Đẹp quá. À, ngoài ra còn những tầng thang bộ nữa. À. Quá đẹp. Mình nhìn đây chỉ là một cái góc nhỏ của cái hồ kia. Thế thôi à? Một cái góc nhỏ thôi. Còn chiều dài của hồ lên tận khoảng tầm 80 km, một chiều ngang tầm 8 km. Gớm nhỉ. Vâng. Ngang lớn nhất ạ. 8 km cơ. Kia là cái nuôi trồng thủy sản hay sao, cái bè kia phải. Vâng, đấy cái bè cá, người dân người ta nuôi. Nếu tớ đây tớ chẳng phải làm vài bè như vậy. Tao thấy ở trên hồ nhiều người nuôi đó. À. Thế rồi coi như có bạn bè thứ bảy chủ nhật kéo nhau lên đó ăn nhậu. Dạ vâng. Thế đi đi. Đây. Mình được tầng 3. Dạ vâng, khu vực này là khu vực có tổ máy. À. Còn tầng 1, tầng 2 là khu vực dưới nhà vệ sinh với là các máy móc khác. À. Còn các tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8 là các khu vực phòng ban. Phòng ban làm việc. Các tổ. Tổ làm việc. Đây. Máy thì đặt ở tầng 3. Tầng 3. Chắc đó, to lắm được. Tầng 3 trở xuống đến tầng 1, xong là còn mấy tầng thang bộ nữa. Toàn bộ tổ máy nó nằm ở dưới đấy. Wow. Thì cái trục nó rất dài. Wow. Như thế này thì cứ bao nhiêu thời gian phải ngừng vận hành nó một lần? Thường thường thì trong một năm đại tu. Thì nhà máy cháu có tiểu tu. Tiểu tu. Một năm là tiểu tu một lần. Đại tu thì mấy năm? Đại tu thì cũng phải tầm 2-3 năm. Wow. Hoặc là trong quá trình là máy móc hỏng, nó trở lại. Ừ. Đây là phòng điều khiển đây. Wow. Rồi. 5 nhân viên đang làm việc đây. 5 nhân viên. Điều khiển từ xa, giám sát từ xa. Đều học đại học điện lực ra. Vâng, có người là học đại học điện lực, có người là học bách khoa. Bách khoa. Đa số là học đại học này. Wow. Đây là không gian máy. Wow. Đây là không gian máy đây. Ba cái tổ máy đây. Máy Liên Xô. Tổ máy số 1 là đưa vào năm 1971. 71. Máy số 2, máy số 3 là năm 1972. 72. Và tổ máy số 3 là thay thế một lần đấy. Thì còn các thiết bị của tổ kia là các tổ điều khiển và đã được thay thế rồi. Ngày trước là toàn bộ là bằng tay. Tay. Nhưng mà bây giờ hiện tại là thay thế bằng tự động hóa rồi. Tự động hóa. Wow. Đây là con người dặn và tần suất nó bằng tăng lên. Con người quá giỏi nhỉ. Cả năm trời mới tiểu tu cơ mà lần. Nó chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài. Quay quay đều, quay đều. Nếu mà cái máy ở đây là máy cháu là một cái chế độ là công suất. Công suất tức là mình sử dụng điện lưới để mình quay. Như một cái động cơ ấy. Nhưng mà cái điện của mình về rất là ít.
giỏi. Quý vốn của mình. Quá giỏi. Còn khi mình phát điện thì lại phải sử dụng cái có lệnh điều độ từ cấp trên truyền về nhà máy qua các máy tính. Hay quá. Nhận lệnh về để mình đi điều khiển của máy. Chứ không phải lúc tin của mình mang. Ừ. Cái này phải tính toán hết. Còn mấy cái kia là mấy cái máy bơm. Bơm dầu áp lực để mình đi điều khiển các hệ thống đánh hướng, đánh đi. Những cái đấy là cái đánh hướng là để chia nước vào đánh đi. Đánh đi là để nhận nước, quay cái cổ máy qua trục này. Cái máy này bao nhiêu trăm tấn? Máy là khoảng 90 tấn. Wow. Đúng là con người gớm nhỉ. Không tưởng tượng được. Đây ạ. À, để mình sửa chữa máy móc thì mình sử dụng tổng này để. À đây. Tổng lên. 300 tấn là cái này đây. 300 tấn này thì không phải là nhấc một cái là tạo máy lên được rồi. Là mình phải tháo từng thiết bị của máy ra. À, 3 phần đây, là 3 phần. Rất nhiều phần đấy ạ. Chưa phần. Có rất nhiều thiết bị như này, nhỏ nhỏ. Chứng tỏ là hiện có cái đường dây. Dây. Dây nó như trên trên đập, mặt đập đấy ạ. Cái điện. Quá giỏi, con người thì giỏi đó. Chứ các bạn tự hào khi bạn được coi như là công tác ở cái đơn vị này. Đơn vị đầu ngành Việt Nam. Đầu ngành luôn. Đầu ngành Việt Nam. Chứ thủy điện Hòa Bình không bằng à? À, có nghĩa là đây này coi như giống như anh cá này của ngành điện lực Việt Nam. Đường ở dưới nước đấy, đường dưới mặt nước rồi. Wow. Còn đi xuống khoảng tầm 15 mét nữa là đến cánh cabin. Cánh cabin. Cái nơi mà nhận nước để quay tổ máy đấy. Wow. Còn đây là phía mặt nước hạ lưu hiện tại bây giờ đang cao 23,97 mét so với mực biển. Wow. So với mực biển đấy. Hay quá. Thực tế là nó đo có thể đọc hết rồi. Tự động hết ha. Vâng. Để đo tự động hết rồi. Cái máy muốn quay được ấy thì là có cái cánh van. Đây là cánh cửa nhận nước, cánh file nhâng lên, nhưng file lên còn nó như là cánh cửa đấy, nhâng lên thì nước sẽ chảy từ trên thượng lưu qua hệ thống dẫn nước, hệ thống dẫn nước này rất là dài, vào cánh cabin, cabin sẽ chảy qua cái ra đi ra ngoài hạ lưu, chảy ra sông, ra sông, lấy nước này sau khi sẽ chảy về thung lũng và ra biển. Thế thì có bao giờ mình lấy ngược lại nước ở hạ lưu lên để mà cho nó đầy nước để mà phát được nhiều điện không? Dạ không ạ, tại vì cái cao nó rất là lớn, cao so với như là 25 mét. Vâng. Thì mình vẫn dùng bơm mà bơm lên được chứ? Bơm lên được nhưng mà cái hiệu suất để mình bơm cái nước lên là rất là kém. Tại vì mỗi một giây của máy phát ra khoảng tầm 155 mét khối nước. Wow. Còn nếu mình dùng bơm chỉ là lượng rất là nhỏ thôi, không mới bỏ về máy. Mà nếu mà dùng nhiều bơm quá thì chi phí nó quá quá thấp. Người ta là định luật bảo toàn năng lượng ấy, năng lượng không tự sinh ra, không tự đi, chuyển từ dạng này sang khác. Nếu mình
mình sử dụng bơm để bơm lên thì coi như là mình dùng bằng lưới điện để mình để chạy bơm. Lại phát ra thì nó không có hình. Rồi hiểu rồi. Hay quá, mẹ giải thích rất hay. Đây là cái hệ thống chặn. Nhìn từ đây thì là toàn bộ chặn của máy luôn. Màu đỏ, đấy là màu vàng này là phía ngoài chặn phía ngoài này. Cháu giới thiệu đây. Đây rồi. Tốc điện áp 10.5. Là 10.5 ở đây. Tốc điện áp 110 đây. Tốc điện áp 35 màu vàng đây. Rồi. Chia một màu để nó phải phát điện. Ở trên này có rất nhiều máy cắt để giảm ly. Để khi mà mình giám sát được các máy cắt nào làm việc, các máy ly làm việc hoặc là dự phòng hoặc sửa chữa. Hay quá.